Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đến thành Capernaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea.